Xin chào quý anh chị, Đạt rất là vui khi được gặp lại quý anh chị qua kênh YouTube Đạt Nhỏ Toyota. Thì hôm nay cũng là ngày đầu tuần, thứ hai đầu tuần và cái tuần cuối cùng của năm 2022. Thì Đạt muốn gửi lời chúc sức khỏe, chúc may mắn, chúc quý anh chị mình đạt được cái những mục tiêu đã được đề ra trong năm 2022 nha. Thì hôm nay đầu tuần Đạt cũng xin báo giá nhanh về những cái kho xe đang tồn và những cái chiếc xe mới được vừa về bên Toyota Hiroshima Tân Cảng bên Đạt nha. Thì đầu tiên, xe Toyota Fortuner phiên bản Sportivo được sản xuất vào năm 2015 nha quý anh chị. Xe đi cũng khá là ít thôi và hiện tại bên Đạt mới thu về nên là cũng chưa có giá. Thì giá có gì ngày mai Đạt sẽ cập nhật lại cho quý anh chị nha. Thứ hai là xe Fortuner 2.7 lít máy dầu được sản xuất vào năm 2021 nha quý anh chị, cuối năm 2021 luôn. Thì hiện tại là xe mang biển số là 36A. Đó, xe này nước sơn zin Đạt đánh giá là còn trên 97% á quý anh chị. Đó, và hiện tại đang được bên Toyota Hiroshima Tân Cảng bên Đạt chào bán với mức giá là 1 tỷ 050 triệu nha quý anh chị. Rồi, tiếp theo cũng là một chiếc xe mới về bên Đạt là Innova phiên bản Venturer được sản xuất vào năm 2020 nha quý anh chị. Xe đi đúng chất gia đình luôn, đi cực kỳ lướt, 17.000 cây số thôi. Đó, xe mang một màu sơn màu trắng và biển số Sài Gòn, nhưng mà xe này bên Đạt đã nhận cọc rồi. Nếu như quý anh chị nào muốn một cái xe như thế này á thì cứ để lại tin nhắn chờ. Cứ để lại tin nhắn chờ cho Đạt. Thì ví dụ như trong trường hợp mà có xe về á, Đạt sẽ chủ động liên hệ cho quý anh chị nha. Xe này vừa về có 30 phút thì đã có khách lên nhận cọc rồi. Rồi, tiếp theo nha quý anh chị. Đó là những cái và bên Đạt chuẩn bị về thêm một cái chiếc Innova đời 2021 form mới luôn nha quý anh chị, biển số là 61A. Biển số là 61 Bình Dương ở Dầu Tiếng Bình Dương. Đó, thì xe đó đi khoảng là 35.000 cây số và bên Đạt thông tin là bán với mức giá là 770 triệu quý anh chị. Đó. Thì nếu như mà quý anh chị nào cần thông tin chi tiết về xe đó thì Đạt có làm một cái video á, nếu quý anh chị có thể vào xem để đánh giá chi tiết sản phẩm đó nha. Toyota Altis được sản xuất vào năm 2019, biển số Sài Gòn. Thì xe này bên Đạt đã nhận cọc làm ngân hàng rồi. Quý nếu như quý anh chị nào cũng đang cần một xe giống như vậy á thì cứ để lại tin nhắn cho Đạt. Khi nào có xe Đạt sẽ chủ động liên hệ cho quý anh chị nha. Tiếp theo á là Fortuner máy dầu số sàn được sản xuất vào năm 2019, màu bạc, biển số là Đồng Nai nha quý anh chị. Biển số là Đồng Nai. Xe hiện tại là đi được khoảng là hơn 76.000 cây số và đang được bên Toyota Hiroshima Tân Cảng chào bán với mức giá là 882 triệu. Rồi, tiếp theo cũng là một mẫu Fortuner máy dầu số sàn được sản xuất vào năm 2017, nhưng mà cái xe này đường cái á, xe 2018, nhưng mà được cái là xe này nhập khẩu Windows, khác với những cái xe ráp khác nha quý anh chị. Hiện tại là xe mang biển số 72 và đang được bên Toyota Hiroshima Tân Cảng bên Đạt chào bán với mức giá là 852 triệu. Xe chỉ mới đi được khoảng là 52.000 cây thôi quý anh chị. Tiếp theo là Rush. Toyota Rush được sản xuất vào năm 2019, cuối năm 2019 luôn quý anh chị. Đó, thì đăng ký lần đầu tiên vào tháng 1 năm 2020. Biển số Sài Gòn luôn nào quý anh chị. Cái màu của Toyota Rush này là màu đồng ánh kim á quý anh chị. Đó, và xe đang được bên Toyota Hiroshima Tân Cảng bên Đạt á chào bán với mức giá là 567 triệu nha quý anh chị. Quý anh chị nào ở Sài Gòn á thì mua xe này rất là lợi luôn, lợi tiền biển số nè. Rồi, tiếp theo là xe này là xe Hyundai Santa Fe phiên bản máy xăng, phiên bản cao cấp nhất của dòng máy xăng được sản xuất vào năm 2021, biển số là 48 Đắk Nông á quý anh chị. Đó, thì hiện tại xe này bên Đạt cũng tồn khá lâu rồi nên là cũng đại hạ giá. Hiện tại bên Đạt chỉ bán với mức giá là 1 tỷ 100 triệu thôi quý anh chị. Đó, nếu như quý anh chị nào mà đang quan tâm về cái dòng Hyundai này nè thì cứ liên hệ Đạt sẽ hỗ trợ cho mình để quý anh chị có thể là sở hữu được cái mức giá tốt nhất nha. Rồi, tiếp theo là Innova đời 2018 phiên bản là Venturer. Xe hiện tại là mang biển số là 61A Bình Dương. Bình Dương, và hiện tại đang được bên Toyota Hiroshima Tân Cảng bên Đạt á chào bán với mức giá là 665 triệu. Và hiện tại xe này cũng tồn khá lâu rồi quý anh chị. Đó.
cái giá, mức giá hiện tại cũng khá là tốt cho quý anh chị rồi. Xe này là Fortuner máy dầu số tự động. Xe này hiện tại bên này cũng đã nhận cọc rồi đó. Innova, này là Innova số Innova phiên bản là phiên bản G, được sản xuất vào năm 2019 đó quý anh chị. Biển số là Kiên Giang số 8A đó. Và hiện tại bên Đạt đang chào bán với mức giá là 690 triệu nha quý anh chị. Xe này cũng tồn lâu rồi, tồn khoảng 1 tháng rồi đó quý anh chị. Toyota Hilux được sản xuất vào năm 2018 đúng không? Toyota Hilux được sản xuất vào năm 2018, 2.8 lít cái phiên bản cao cấp nhất được sản xuất trong năm 2018 đó quý anh chị. Đó, hiện tại thì xe này cũng bên này cũng vừa nhận cọc sáng hôm nay, đang đợi làm ngân hàng. Xe này cũng ngừng giao dịch rồi quý anh chị. Và bên Đạt cũng vừa về thêm một xe Toyota Rush hiện tại á. Hiện tại thì bên Đạt cũng về được thêm một xe là Toyota Rush. Toyota Rush giống như cái chiếc hồi nãy đã giới thiệu á, thì xe đó nó màu màu gì ta? Màu nâu. Màu nâu cũng sản xuất vào năm 2019 luôn, đi cực kỳ lướt luôn quý anh chị, đi khoảng 23.000 cây số thôi. Thì hiện tại là đang ở trong khâu khoan Maruguri á. Hiện tại Đạt quay clip này cũng hơn 5.5 rồi, nên là xe đó cũng không có mặt. Và một xe Camry nữa, mà xe Camry thì hiện tại là đang có khách quan tâm rồi, nên Đạt cũng không có tiện quay video với xe đó. Dạ rồi, thì nếu như quý anh chị nào mình đang có nhu cầu xem xe hoặc là nhu cầu về mỗi chiếc xe trong cái phần báo giá của Đạt á, thì quý anh chị có thể gọi trực tiếp vào số hotline 0932 192 611, Đạt sẽ hỗ trợ cho quý anh chị. Cảm ơn quý anh chị rất là nhiều ạ.